Yuji Gucci 1 lít IH áp suất ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin, điện 100V, giá 500.000. Da băng đàng hoàng nha. Da băng nè, không thấy không, da băng nè. 1 lít. Hello, xin chào cả nhà. Em là nồi cơm Yuji Gucci 1 lít, ngoại hình đẹp, máy móc nguyên zin ha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Con này là con 1 lít áp suất ha. Quý khách biết lý do tại sao mới có 50 mấy phút mà nó sôi không? Tại em đang test mấy cái nồi cơm liên tục, em lấy nước nóng em đưa đây là nên nó nóng sẵn á, chứ thường thường khoảng 30 phút nó mới nóng ha. Nhưng mà em nói lý do thẳng luôn vậy đó, chứ không có giấu giếm gì hết ha. Ok. Ngoại hình con này cực kỳ đẹp nha. Con này là áp suất. Con này là thử lại thường thường không được nha. Như mấy cái đoạn video kia em cũng có nói ha. Gòn bọng là ok nè, không có xì nè ha. Đó, cái nào xì là em sẽ nói xì cho quý khách ha. Đó. 1 lít IH áp suất luôn. Công nghệ là IH tức là nó nấu từ nó vòng nè, nó nấu chín cơm rất là đều, thơm ngon, mềm dẻo ha, giờ em tắt nè. Quý khách lưu ý nha, con này lúc mà mình nấu không được mở nắp nha, trừ khi mình tắt mình mở nắp được ra nha. Tại cái áp suất nó hơi nó rất là dữ dằn. Đó, khách thấy không? Đó, ý là em mở nắp tắt trước rồi đó. Thấy không? Áp suất. Con này son thì còn 90% ha, nó bị nhâm. Nhưng mà mấy cái này là cam kết không dính cơm nha, dính cơm là được hoàn trả lại cho em nồi cơm. Con này thì như em đã nói là thử lại không được nữa. Áp suất nó hơi nó gần dữ lắm ha. Nó không cho nấu hay thiệt, nó không cho nấu rồi ha, đợi nguội tí xíu nó mới cho nấu. Mấy thằng này nó Yuji Gucci này nó hơi khác thường ta là vậy đó, nhưng mà cam kết là chín cơm, không chín cơm được quyền trả lại em nha. Đó, 1 lít nấu cơm rất là ngon quý khách cô chú anh chị em ơi. Ồ, cái hơi nè đậy là thường nó không dính nữa nè ha, thấy không, nó dội lại nè, như em nè. Ai hình đẹp ha, đánh bát còn dính chút xíu. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào mà thật sự có nhu cầu mua dùng xài á thì liên hệ em ha. Em xin nhắc lại con này là điện 100V xài ảo áp 2kg giùm em nha, khuyến cáo xài 2kg. Yuji Gucci con voi da băng đàng hoàng 1 lít IH. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào mà thật sự có nhu cầu mua dùng xài thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Em xin nhắc lại nha, nếu như không hoạt động như em nói không chín cơm được quyền trả lại nha. Rồi em xin chào và xin hẹn gặp lại.